Xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh đồng hồ cổ của Dũng Hoàng. Và trong video ngày hôm nay em có gửi đến tất cả các anh em một chiếc đồng hồ vintage rất là đáng được sưu tầm. Một chiếc đồng hồ với một cái dial nền mặt bàn nữ thần Liberty đi vào huyền thoại. Và một trong những cái phiên bản đồng hồ mà cá nhân em đánh giá rất là đáng được sưu tầm tại thời điểm bây giờ. Một bản đồng hồ Liberty và anh em cùng chiêm ngưỡng. Thương hiệu này là một trong những cái thương hiệu mà nổi tiếng của Thụy Sĩ anh em nhé. Mà thương hiệu Scenic, chính hãng đồng hồ Thụy Sĩ, sản xuất tại đất nước Thụy Sĩ. Và khung vỏ bọc vàng anh em ạ. Anh em cùng chiêm ngưỡng tổng thể bản đồng hồ Scenic này. Và như những cái bình luận ở những video trước thì anh em đang muốn ý kiến để sưu tầm được những chiếc đồng hồ đồng xu, thì hôm nay em có về được và có gửi đến tất cả các anh em một bản đồng hồ phải nói là cực kỳ đẹp anh em nhé. Điểm nhấn đó chính là một cái nền mặt. Những cái chiếc đồng hồ đồng xu như này thì mang lại những sự tài lộc, thịnh vượng và may mắn anh em ạ. Và chiếc đồng hồ này thì có những cái thông số kỹ thuật cơ bản như sau. Chiếc đồng hồ với một cái dial nền mặt này được làm màu vàng mỡ gà, và điểm nhấn đó chính là một cái hình nữ thần tự do. Và anh em thấy không, nó đắp lên, nó gồ lên một cái hình biểu tượng. Phải nói là cái kỹ xảo mà cái thiết kế ra được cái nền mặt này ở trên một cái dial nền mặt đồng hồ như này cực kỳ là khó anh em nhé. Từng đường nét còn rất là sắc nét và là một chiếc đồng hồ nguyên zin, nên là anh em sưu tầm được những chiếc đồng hồ này cực kỳ là khó anh em nhé. Bản đồng hồ đồng xu với các cọc số là các cọc số hình hoa nổi bật, và một cái thiết kế dáng tròn vintage với size mặt lên tới 34mm anh em nhé, và mỏng nó khoảng 10mm. Và chiếc đồng hồ này được bọc vàng, nó rất là dày dặn. Đồng hồ được sản xuất vào những năm 1960 đến bây giờ là đã 60 tuổi rồi mà nó còn đẹp nguyên zin nguyên bản anh em nhé. Anh em cùng chiêm ngưỡng bản đồng hồ nữ thần Liberty cực kỳ là đẹp. Và bản đồng hồ này chạy với bộ máy cơ cót lên dây, và em lên cót để tất cả các anh em biết cách chơi và sử dụng chiếc đồng hồ này. Anh em chỉ cần tích cho nó 15 đến 17 vòng cót và anh em rút núm ra, anh em chỉnh giờ là anh em có thể đeo được. Và bản đồng hồ đồng xu này cá nhân em đánh giá nó rất là đáng được sưu tầm tại thời điểm bây giờ anh em nhé. Một sợi dây là một sợi dây da bò được em kết hợp rất là đẹp. Em lên tay thì tất cả các anh em cùng xem. Bản đồng hồ đồng xu ấy, ở Việt Nam mình ấy thì các anh em rất là thích sưu tầm và cũng muốn là cho vào bộ sưu tập cũng như mua để đeo trên tay. Diện của Âu Asumi mùa hè này cực kỳ là đẹp anh em nhé. Bản đồng hồ này 60 tuổi rồi, chạy cỗ máy lên dây và chạy hoạt động rất là mượt mà và chuẩn xác anh em nhé. Anh em cùng nhìn lại cái dial này mặt đã năm anh em ạ. Nhìn nó mang lại những cái nét vintage hoài cổ mà các thế hệ xưa họ mất rất nhiều thời gian công sức để mà nghĩ thiết kế ra được những cái bản đồng hồ giá trị này. Và những chiếc đồng hồ đồng xu như thế này tại thời điểm bây giờ đời mới thì không có anh em nhé, gần như là không sản xuất và cũng không thiết kế nữa. Và tất cả những chiếc đồng hồ bên shop đồng hồ cổ em bán ra thì đều cam kết hàng chính hãng nguyên zin nguyên bản. Nếu anh em phát hiện ra hàng fake, hàng nhái, hàng không đúng như lời mô tả thì bên em hoàn tiền 100% giá trị sản phẩm. Và anh em nào lần đầu biết đến kênh đồng hồ cổ của em thì anh em hãy nhấn vào nút đăng ký để mỗi khi em ra video mới thì tất cả các anh em đều xem và sưu tầm được những chiếc đồng hồ giá trị. Em xin chân thành cảm ơn tất cả các anh em. Và chiếc đồng hồ này bên shop đồng hồ cổ em đang giao lưu là 7.900.000 đồng anh em nhé.